bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn là cách unlock SIM 1 của dòng máy J3119, cũng có thể là J3 Pro hàng sách tay. Khi sách tay về chúng ta thì đây thì nó là phiên bản chỉ lắp được SIM 2, chỉ để có chức năng nghe gọi thôi, chứ còn không còn chức năng nào khác. Muốn vào mạng chúng ta phải bắt wifi. Thì bây giờ chúng ta sẽ unlock SIM 1 để chúng ta nghe gọi và chúng ta có thể vào mạng và có thể bật được chế độ 4G được lên. Thì trước tiên chúng ta muốn unlock thì chúng ta phải cài đặt unlock Chrome server. Sau bắt đầu chúng ta sẽ up một phiên bản ROM tiếng Việt cho cái dòng J3 này, và có hỗ trợ cửa hàng CH Play, và hỗ trợ là có nghĩa là mất cái biểu tượng chấm than màu vàng ấy, và chúng ta sẽ sử dụng như phiên bản quốc tế. Thì bây giờ thì hiện tại hai bước trên thì mình đã làm rồi, thì bây giờ vào unlock thì mình mới quay này, nhưng mà trong phần ghi chú dưới này thì tí nữa mình sẽ hỗ trợ các bạn đầy đủ hết, thì các bạn chỉ việc về làm theo thôi. Đây, hiện tại mình sẽ vào chế độ này đấy, vào directory email này, thì chúng ta sẽ gõ là sao thằng này 27 này 66 33 68 378, và thằng đấy, khi vào đây thì chúng ta sẽ chọn lần lượt, nhưng chúng ta phải chọn đúng nhá. Đây, chúng ta sẽ chọn phần số 2 này. Sau chúng ta sẽ chọn phần setting là số 1 này. Đấy, tiếp theo chúng ta lại chọn tiếp phần số 1 tiếp này. Đấy, khi chúng ta tiếp theo đến đây chúng ta chọn phần số 3 này, CDMA này. Đấy. Thì khi chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ chọn phần số 9 này. SIM lock này. Đấy, chúng ta bắt đầu chọn phần số 1 này. Đấy, khi đến đây thì chúng ta sẽ chọn phần số 2. Chọn phần số 2. Đấy. Khi ra như này thì chúng ta sẽ khởi động lại máy. Chúng ta sẽ khởi động lại máy điện thoại của chúng ta này. Đấy, hiện tại trong này mình đang lắp 2 SIM, nhưng thực ra nó chỉ hiện một SIM thôi. Chúng ta sẽ khởi động lại máy. Đấy, mình khi mình up lại thì phiên bản này của mình sẽ mất cái phiên bản chấm than. Phiên bản chấm than trước của mình nó có, nhưng mà khi chúng ta up ROM đấy xong thì sẽ mất phiên bản chấm than, chúng ta dùng như phiên bản quốc tế. Nhưng mà cái này thì đặc biệt là khi mình chạy xong phiên bản này, nếu mà muốn có vấn đề hay là gì cái thì đặc biệt là khuyên cáo người dùng không nên là reset hay là trở lại phần mềm nữa. Đấy, bắt đầu hiển thị hai SIM bắt đầu sắp sửa lên nhận này. Đấy, không có dịch vụ. Đấy, SIM 2, SIM 1 này. Đấy, sắp sửa đăng loát này. Đấy, lên hiện ra này, mình lắp một SIM Vietnam, SIM Vietnam Mobifone hoàn tất. Đấy, sắp sửa đăng lên. Đấy, chúng ta khởi động lên đã. Thực ra SIM 1 đã lên rồi, SIM 2 lên. Nhưng khi mình chạy xong thì đợi khởi động lên cả hai SIM thì chắc cũng mất một thời gian một chút. Đấy, nên các bạn kiên nhẫn chờ đợi một chút. Rồi, ok. Đấy, bây giờ nó đã hiển thị tất cả hai SIM, chúng ta sẽ vào cài đặt để kiểm tra xem. Đây, quản lý SIM đây. Đấy, nó hiện hết toàn bộ hai SIM rồi. Đấy, dữ liệu di động chúng ta sẽ bật lên. Đấy, đây là mình kéo xuống bắt tắt wifi này. Đấy, tắt wifi để chúng ta mở dữ liệu di động hai SIM lên. Đấy, chúng ta có thể thoát ra để kiểm tra xem đã có thể là kiểm tra ok chưa. Đấy,
hiện tại căn bản là vừa khởi động xong nên hệ thống mình vào kiểm tra hay các thứ thì chưa thể hoạt động nhanh như phiên bản quốc tế được. Nhưng mà thực ra đây là quá trình unlock là dành cho tất cả các dòng máy Shiba 119 và sách tay từ nước ngoài về chúng ta. Vâng, chào các bạn, chúc các bạn thành công.